Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, người ta quá đỗi quen thuộc với hình ảnh một bà cụ ngoài 80 tuổi sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp, hàng ngày bầu bạn với người âm. Ở thứ hai là cứ về nuôi mà, kỳ đó bệnh vô nằm đâu nửa tháng rồi, bực bội quá ta đòi đi về nhà. Bà là cụ Hai Tiên, hơn 10 năm qua thì cụ Tiên cùng chồng mình sống cạnh ngôi mộ xa lạ và có đến 4 người con. Từ ngày chồng bà mất thì con cái lớn đi làm ăn xa, có nhà cửa đàng hoàng. Con bà có nhiều lần ngỏ ý rước cụ về chăm sóc và báo hiếu, nhưng cụ Tiên thì vẫn kiên quyết không về vì cho rằng xa ngôi mộ này thì bà cảm thấy nhớ và không quen nơi ở khác. Dầm ba dầm lại thấy bức tường không nhớ nhà không chết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở trên đường Mạc Đĩnh Chi thuộc phường An Cư của thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm lại hoàn cảnh một cụ bà ngoài 80 tuổi. Mặc dù bà có 4 người con, nhưng hiện nay thì bà sống trong một cái căn nhà rất là nhỏ, tạm bợ. Và điều đặc biệt trong cái căn nhà này có một ngôi mộ, và ngôi mộ không phải là của người thân mà là của một người lạ. Và để tìm hiểu vì sao, cũng như chia sẻ cho cô bác quý anh chị mà chưa xem kênh trên Bùi Hồ á, thì cho cô bác quý anh chị biết luôn vì sao cụ lại chọn cuộc sống cặp bên ngôi mộ như thế này ha. Con chào cụ ha. Bà giờ là lớn tuổi rồi, lã tay đi đó. Dạ, con đeo mít các bà. Cụ năm nay là bao nhiêu rồi cụ? 87. Ồ, gần 90 rồi. Là cụ sống có một mình thôi, cụ có mấy người con? 4 đứa. 4 người con. Rồi, cụ không sống với con của cụ mà sao cụ chọn sống ở đây? Nhà tao tao ở, còn nó đi tứ tán, đi theo nó làm chi. Đi mà ngang nè. Con cái đi mà ngang hết rồi. À, nuôi vợ nuôi con đó. Dạ. À, có nhà ta ở. Thì ở lại cho con cái nuôi chứ cụ. Có nhỏ thứ hai rồi cứ về nuôi mà. Kỳ đó bệnh vô nằm đâu nửa tháng rồi. Bực bội quá ta đòi đi về nhà. Sao bực bội cụ? Ừ? Sao bực bội? Trời ơi, buồn muốn chết ở nhà rộng tinh thang, lễ sao nằm có một mình à. Trời. Ở nhà bự quá. Nó mạnh ai nó ở trong phòng ấy. Dầm ba dầm lại thấy bức tường không nhớ nhà cũng chết. Kỳ đó bệnh, nằm bệnh viện rồi nó rước về nhà nó nuôi. Dạ. Nói về đây không ai nuôi. Đúng rồi, là con cái báo hiếu cho bà cụ rước về nuôi mà bà cụ không chịu ra, chịu ra đây sống thôi. Nhà gì ở có mình dòm qua dòm lại thấy mất tường không. Thì ở đây cũng thấy mấy cái vách tôn không gì. Vậy mà nhà bà ở rồi vui vẻ, bà ra trước bà ngồi không. Bà cụ ở đây nhiêu năm rồi? Hả? Bà cụ ở đây bao nhiêu năm rồi? Tao có chồng về đây 1155 rồi, bây tính ra ngày bao nhiêu năm? Gần 70 năm rồi. Ừ. Là cái ngôi mộ này là ngày xưa giờ ở đây luôn đúng không cụ? Của bà cụ có bà hôm nay bà chết rồi, bà 43 tuổi, bà còn trẻ. Có nghĩa là 56 là lúc mất thôi, nhưng mà bà cụ thì chọn về đây là lúc 55 hả? 1955. Ừ. 55. Có bà chết đó sao ở đây rồi? Dạ. Bà ở hồi đó là ở ngang cửa nè. Con cái bà đông lắm. Dạ. Cụ cho tụi con biết là tại sao là nguyên ngay tại thành phố gì mà ngôi mộ nằm ở đây ha cụ? Công an dự vô rồi lấy, nó không phải nói nó không lấy. Nói anh em nó đông quá để coi ngày nào tốt nó điện nó cho hay. Ai đi theo dõi hoài. Với lại con nghe nói là con cái làm ăn được đúng không cụ? Nên người ta không bả giàu có. Dạ. Thành ra nó lấy rồi nó nghèo rồi sao. Nhưng làng con nhỏ mà hồi đó bả sanh bả chết á, thằng nhỏ đó nói cho mấy người kia không có. Như có xây nhà mồ ở trên Bình Thủy á, ổng một bên xây Kim Tỉnh ba bên, người anh thứ bảy lại lấy cốt đem về. Khi nào đi cúng thì nó gom một chỗ khỏi đi đây đi đó. Dạ. Phải ghé đây trước mới lên trển. Dạ. Hả?
Làm gì cho nó tiện, nó không chịu. Nó đang lúc nó khá. Không dám nó lấy rồi nó nghèo làm sao. Nhưng mà công an giữ vô á, thì nó nói là anh em ở đông để nó coi ngày nào tốt rồi nó điện cho hay. Ai theo dõi cho mình hoài. Như nhà cụ cũng giàu vậy, con cái cũng giàu vậy mà không chịu ở ở nhà tôn này. Đúng không cụ? Con cái cụ cũng khá giả mà. Khá giả, nó ăn, con cái nó ăn chứ ai ăn. Có nhà tường mà. Đậu xe vậy được rồi, không nói sao. Bà cụ ở đây là con cái chu cấp tiền cho bà cụ hay sao? Một tháng nó xài con về cho 700. Cho bà ha. Mỗi một người con cho bà cụ 700 hả? Tháng nào cũng đem về á. Chứ mua 3 hộp cà phê. Nó hồi đó nó chưa có bệnh á, thì nó mua rồi nhiều lắm. Còn nó xài con nó thì cho chỉ nhiêu đó thôi. Không có lên xuống gì hết. Là 700 là mỗi người 700 hay sao cậu? Con mình nó à, nhỏ thứ hai á. Có người cho à ha. Một tháng 700 bà cụ chi tiêu sao đủ bà cụ? Đâu có đủ. Không đủ rồi sao? Tiền điện thì thầy giáo cho đốt không. Thầy không có lấy tiền. Dạ. Có đóng ghi cáp. Dạ. Ghi cáp 90. Tiền nước 20 rồi 101. Con hỏi cậu nè. Lớn tuổi thì ai không muốn là gần con cháu để cho nó phụng dưỡng mình. Mà cụ gà trộn dọn ra đây mình thì ta nói con mình sao? Nói gì? Ta nói con mình có mẹ mà không nuôi ra đây sống mình. Không ai nói, ta biết là ở đây mấy chục năm rồi, ta biết. Biết con rồi nữa. Hồi đó mà sống ở một nhà nuôi cháu nội cháu ngoại nhóc hết. Bây giờ nó thành tài rồi, nó đâu có nghĩ tới bà ngoại và nội nó đâu. Không phải là con gái không phải muốn không rước bà cụ về, mà bà cụ sống ở cái mảnh đất này quen rồi nên là nữ là đi chỗ khác thấy nó buồn. Rồi con muốn hỏi là bà cụ là cơm nước sao, cơm nước nấu bà tự nấu hay sao? Bà nấu bà ăn với ai nấu, quần áo mình cũng giặt hết. Đồ ăn là cụ lội ra chợ mua hả? Chắc gỡ người ta mua á chứ lội đâu nổi. Gửi người ta hay quên, nó không phiền quá, nó không gửi. Ta mua một ngày, ta ăn 5 ngày. Mua ngày ăn 5 ngày? Sách sao nói? Ta không nổi. Ta kho tiêu kho quẹt. Mà mua gì, cậu kể cho con mua gì mà ngày mà ăn tới 5 ngày như vậy nó héo rồi sao? Ta mua 30 ngàn thịt ba loại về, ta kho tiêu. Dạ. Có khi mua gà. Dạ. Mua gà cũng 30 ngàn. Dạ. Ăn 5 ngày. Dạ. Đi không nổi. Có ăn rau gì không? Hả? Đâu có gan đâu mà ăn rau được. Bà ăn rau được không? Được chứ mà mệt mỏi quá tao không có nấu canh nấu riêu gì. Tối là bà cụ ngủ trên cái giường này, cạnh cái mộ này. Ngủ giường này nè. Ngủ đây luôn. Hồi sáng nội chưa ra trường, nó còn nhỏ, nó ngủ hay là cháu ngủ cái giường này nè. Mình lủi thủi mình gì nè, không có con cái nó phụng dưỡng rồi, con cháu buồn không cậu? Trời ơi, nằm đêm cũng tủi thân lắm chứ. Hồi đó còn trẻ mà có tiền nuôi cháu nội cháu ngoại nhóc nhà hết. Rồi giờ trở về già ở thui thủi của một mình nè. Còn nhỏ đó ra trường nó đi làm rồi, nó đâu còn ở chung đây nữa. Bà có định ngày nào quay về sống với con cháu, đoàn tụ với con cháu không? Không. Vì sao này trăm tuổi già lỡ đi không nổi thì sao? Ở đây đâu sớm bà đâu có bỏ. Người ta cũng thường cho đồ cụ ăn rồi ha. Mà cái vô hộ cụ lão đó, chừng chết trong hội ta cho hòm. Lo sẵn rồi. Có cái chú đằng này nè, chúng ta bà đừng lo, bà nằm xuống tôi lo toàn bộ cho bà hết.
cụ lớn tuổi mà nhìn đẹp lão ghê á, đẹp, gương mặt vẫn hồng hào. Con cũng chưa biết á là cái ngôi mộ này là có làm sao dòng họ gì với cụ không? Hả? Ngôi mộ này nè có bà con dòng họ gì với cụ không? Không có. Ngôi mộ người hồi bà. Trước khi ra chôn đây là đất của chùa. Khi nào đệ tử của sư ông mới được chôn đây. Còn không có đệ tử thì chôn trong nghĩa trang từ thiện á. Sau này người ta mới quy hoạch giải tỏa. Đúng không cụ? Ừ. Còn lại ngôi mộ này. Kêu đó đây là kêu với chùa Mã. À, sao không bà con dòng họ sao cụ ở đây cụ có sợ sệt gì không? Bà xin đất nhà đất phường nhà đất thành phố xin cất cái nhà bển đó cho thằng con thứ ba ở đó, vợ chồng nó ly dị nó mới bán nó chia thì rất rộng nè, bà mới qua đây mà chia bà ở rồi giữ cho giùm cháu nội cho con dâu nó đi làm. Sao bà không chọn chỗ nào trống che cho nó thoải mái mà chọn cái chỗ cái ngôi mộ này bà cụ? Đã nhường cho nó rồi, nhà đã nhường cho nó rồi. Bên đây đất đầu đó rộng lắm. Cũng che trước thôi, đâu có che trong mộ làm chi. Dạ. Rồi con nhỏ con của bà kìa, nó lên nó mới tới dựng hai đi bán về chai đó. Con có đồ cứ che ở đi kín đáo nó còn mừng nữa. Có cái là con thấy cụ là một là thần sắc của cụ vẫn còn rất là tốt, mặc dù là 83, 87 rồi. Hai là bà nói chuyện còn rất là minh mẫn, lỗ tai của bà nghe cũng còn rất là nhạy luôn. Dạ sáng nay cụ ăn cơm gì? Chưa có ăn cơm. Ăn cơm với thịt kho hay là gà kho? Gà sầu mặn. Gà sầu mặn mấy ngày rồi? Nay 3 ngày rồi. Nay 3 ngày rồi. Ăn cơm với gì chấm cụ? Không có chấm gì hết trơn. Có khi mua chuối ăn, có khi không ăn. À, hoặc là gà sầu mặn cái mình lấy nước mình chen lên là ăn là được rồi. Rồi ngồi còn nhai thịt gà được không? Cái răng còn nhai thịt gà được không? Răng đâu còn. Con lấy còn được mấy cái á? Còn có một cây một. Rồi sao nhai thịt gà? Được. Được. Con muốn hỏi cụ nè, ở đây thì cụ tắm rửa giặt giũ sao, nói cho cô bác với anh chị biết cơ cụ. Ở đây là chỉ là cái nơi giặt giũ rồi tắm rửa hồi trước, vệ sinh luôn đó đúng không? Đi đây mà mã mồ không rồi xây cầu ở trong này thì tội lỗi. À, tiêu con thấy rồi. Này đó sao tao? Cụ xài cái lò xô ở con mình à. Cụ còn xài lò xô nữa nè. Sợ xài bếp ga nổ. Xài lò xô quen rồi. Bây giờ ít có người xài cái lò khơi xô giống như cụ lắm á. Lò xô với lò củi á. Chưa. Chưa. Chưa có nấu nướng gì đó. Đây là cái khai tàu của cụ nè. Cụ ăn tàu hả? Con qua bên kia coi được không? Đi cái thứ tự nhiên. Coi gì đó rồi coi. Này, này cái gì đây? Này hủ tiếu. Phở chứ. Cậu mua để ăn sáng á hả? Ta cho quá. Mua hay ta cho cậu? Phở kìa. Mua nha ai cho. Rồi thịt gà kho đâu con có thấy đâu? Cắt trong tủ rồi, cắt chay coi chi. Coi chi. Ở nhà chuột bò lắm, mối nữa. Yeah. Bà cụ ăn cầu được mấy chục năm rồi bà cụ? Ăn hồi hôm nay tuổi. Trời ơi. 60 mấy năm. Ăn tàu trầu là ghiền luôn á, quen á, không ăn không được. Trời, đúng là cấm chợ rồi bệnh hoạn á. Không có ai bán trời ơi, tôi nhịn tôi buồn. Tôi lao nó tháng trời vậy á. Không ăn trầu là bệnh à. Phải đi xuống chợ Tân An mua. Ngày mình ăn khoảng mấy chục trầu cậu? Cũng có nhiều. Rồi buồn rồi dai, buồn dai. Dai bằng mấy lá? Có nửa lá. À. Cái mộ ở nơi này nè, rồi những ngày Tết mà thường người ta dọn mộ hay là thanh minh á, con cháu của có. Bà có Tết gì có lên. Có gì đây cúng hả bà? À, nó giàu lắm mà con nó là bác sĩ không.
nó lên hai chồng nó lên nó cúng xong rồi cái nó lì xì 500. Dạ. Chồng nó 500. Dạ, giống như thần cụ minh này có lên có khi không có lên. Dạ. Giống như cụ ở đây thì săn sóc cái phần mộ của bà cụ này luôn. Tết rồi ổng còn sống mà tết rồi mua nước sơn sơn thoát cho rửa mộ sơn cho bà đã. Dạ. Nhưng mà con rất là không phục cụ như nè, tuổi cao rồi xương khớp nó cũng mệt cũng mỏi mà cụ ở ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ ra luôn á, gọn gàng ra luôn á, cô bác của chị thấy không, không có một miếng bợn, không có một miếng là nhà mối quá cô bay ơi, trời giông mưa tao sợ sập quá nó ăn luôn luôn mấy cái ngay á. Bên đây là cụ xài ké giúp tường nhà bên kia, mối chuột cái tường này xài ké bên kia, nước có xuống không cụ hả, nước có chảy xuống không, xuống không tường này không, không có chảy, không có dột nữa, mà mối với chuột với mũi. Mua chai 50 ngàn, nhịn ăn mua 50 ngàn, xịt tới 5 ngày hết rồi đó. Chai này hả? Ừ. Nhịn ăn mua xịt mũi. À, xịt mũi. Ở đây con thấy nước rửa chén đồ đầy đủ, mà cụ đầy gọn gàng luôn không? Cô bác anh chị thấy cái nền không? Hoặc là cái nền tráng xi măng thôi, nhưng mà nó lại rất là sạch. Và cô bác biết tại sao là cái nền này không lót gạch không? Tại vì khi bà cụ cái chân á, lót gạch thì đi nó sẽ trơn trượt, và nền xi măng này thì nó có độ bám hơn. Ông cụ mất năm nay là bao nhiêu năm rồi cụ? 11 năm rồi. 11 năm. Là con nghe nói là ông cụ mất là hỏa táng luôn đúng không cụ? Hai cốt của ông là hỏa táng đúng không? À, hỏa táng. Hỏa táng. Đem về xài một năm rồi cái xả tan rồi là đem xương cho rồi xuống Bắc Ninh Thuận giải dưới. Xuống sông Hậu. Ông nói giải dưới rằng con cháu có đi thành phố, nó nói ông nội tôi nằm đây. Ba tôi nằm đây nè. À, có nghĩa là ông cụ mất thì hỏa táng rồi sau đó ông xả tan giáp năm xong á thì gãy phần tro cốt xuống sông luôn, sông Hậu luôn. Hiện nay sức khỏe của cụ tốt không? Ổn không? Có đi khám bệnh chích thuốc gì không? Có, mỗi sáng mỗi ngày không? Hở quanh tim mà phải đi chứ. Mở mua đồng hồ để rồi uống thuốc để đi khám bệnh á. Canh giờ uống thuốc á hả cụ? Ừ. Rồi ai đưa cụ đi bệnh viện? Trời ơi, đi xe ôm không à. Đi đâu cũng đi xe ôm không à. Nhịn ăn, để đi xe chứ đi lộ bộ đâu có nổi. Nhiêu tiền cụ? Đi bệnh viện nào? Bạn đi về 20 ngàn. Đi bệnh viện nào cậu? Đi ông Đa nè. Cậu đi bệnh viện nào? À, bệnh viện Đa Khoa nè. À, Đa Khoa Cần Thơ ha, chứ không phải là 121 ha? Không. Là khám tiền thuốc là nhiêu? Bảo hiểm này nhà nước cho. Hồi đó thì mua 500 mấy, thì 3 năm nay nhà nước cho không à. Tại vì thọ ơi, nên nhà nước lo tiền thuốc men hết. Bà cậu có lãnh tiền thọ có tháng được nhiêu cậu? Giờ lên gần được 400 mà. Dạ. Bà ngoại con cũng lãnh được 400. Một lần có 500 mấy, riết 200 mấy. Dạ. 8 tháng rồi lãnh được 400. 87 tuổi là mình được thọ hả cậu? 80 thọ. Vậy là bà cậu lãnh cũng được gần 7 năm rồi. À, ở đây rồi quạt đâu, quạt gió đâu, có quạt gió không cụ, có quạt đó kìa. Hầm quá, con thấy hầm quá. Mà người ta cho mình đúng giờ, người ta không ăn tiền, đừng làm người ta phiền. À, ban ngày có cái quạt này quạt được rồi. À. Có chiều nào mà dân mùng, tấn mùng ra, mới dặn quạt lên cho nó bay hết rồi mới tấn mùng. Tắt. Mũi á, mới dặn cái quạt. Dạ. Vậy là cụ bây giờ là sống nhờ sự chu cấp của con mỗi tháng 700 thôi chứ đâu làm gì được. Ừ. Đâu làm gì thêm đúng không? Là ăn mỗi lần còn phơi cơm khô bán. Giờ đâu ai mua nữa. Dạ. Đó phơi trước này nè. Bưng vô bưng ra mệt muốn chết. Bán được ký nhiêu cũng? Ký 400. Ký 400 đồng hả? Hồi đó lâu rồi. Ừ, lâu rồi.
Bây giờ lớn tuổi không có phơi cơm khô đâu có xin được nữa mà phơi. Bưng vô bưng ra để bắt ghế vậy, để mâm vậy mà nó leo lên nó quậy quá trời. Quậy quá trời. Bỏ mấy cái thùng chuột đúng không? Là... hả? Chuột quậy đúng không? Chuột. Mà cụ mua keo dán chuột á để dính là nó bò lên nó dính lại. Uống nước không bà, rất nước chua. Dạ được rồi bà cụ. Có nước đá kìa. Dạ được rồi. Con thấy cụ có cái tivi xưa nữa nè, cụ có coi không? Cái tivi á cụ có xài không? Hả? Cái vô tiếng á cụ. Sao? Còn xài được không? Được. Mà giờ này bắt gì? Tối cụ có bắt coi không? Có. Giấc trưa có phim hay hay có bắt coi. Cụ thích coi phim gì? Coi phim Hàn Quốc á. Phim Việt Nam cũng hay. Sáng nay cụ có đi chợ chưa? Không có đi, không đi. Có đồ ăn không có đi. Dạ. Đi đây ra chợ nghỉ 4-5 lần mệt cũng chết. Mệt cũng chết luôn. Gặp mấy đứa cháu quen thì nó chở, nó thấy đi kêu lên nó chạy sao đi. Trên đây cũng có cái gác để đồ nữa mà. Đâu có bước lên được đâu. Nhờ người ta á, nhờ người ta để lên. Lúc ông cụ còn sống là cũng ở chung với bà cụ ở đây luôn hả? Lúc ông cụ còn sống á là cũng ở chung với cụ ở đây luôn. Ta ngủ đây, ổng ngủ này nè. Ông cụ ngủ dưới này hả? Ừ. À. Có cái bố mà ổng đây nằm lăn qua lăn lại không ngon. Rồi lấy cái bố xếp máng lên. À ổng ngủ đó. Ban ngày thì... ban ngày ổng đi mua dây chai. Người ta nói cái câu là có một nhớ một cái câu thơ là khi ta ở chỉ là nơi đất ở mà khi ta đi thì đất đã hóa tâm hồn. Có nghĩa là bà cụ bà sống với cái cảnh này nó quen rồi. Nên là sống với cái mảnh đất này quen rồi thì bà cụ đi cái nơi khác, bà cụ cảm thấy mình nó lạc lõng, nó buồn, đúng không cụ? Đúng không? Nằm bệnh viện mà nhớ nhà muốn chết. Nhớ nhà nên là không đỡ... ai đốt nhang hết. Một ngày đốt 8 cây. Sáng 4 cây, chiều 4 cây. Đúng rồi. Ở đây chăm sóc cái phần mộ của cụ bà ở đây luôn. Thì coi như mảnh đất này là bà từ ngày bà dọn vô đây là bà sống mà ở đây luôn. Con của bà lên cúng nó nói gì có gì gì điện cho con, nó tao đâu có xài điện thoại đâu điện. Thì cũng mong á là khi mà con của cụ xem được đoạn clip này á là các anh em chỉ muốn là ghé để thăm bà cụ cũng như là tặng bà cụ một ít quà. Rồi nghe bà cụ kể lại cái câu chuyện xưa chuyện nay của bà. Cũng mong là người thân nhà của ngôi mộ của cụ bà Nguyễn Thị Có đó, xem được clip này thì cũng bỏ qua cho các anh em ha. Tại vì đây là một cái câu chuyện cũng khá là lạ về một cụ bà sống ngay tại Cần Thơ mà lọt thỏm ở cái khu đường Mạc Đĩnh Chi á. Ở cái hôm nay á thì anh em của tụi con đến thăm bà cụ. Trước tiên là con cũng mấy 3 năm trước đây rồi. Con cũng có thăm bà cụ, lúc đó thì bà cụ vẫn còn khỏe và cũng mừng là đến thời điểm này cụ vẫn còn sức khỏe dồi dào, minh mẫn và đặc biệt là da mặt vẫn hồng hào. Con tụi con chia sẻ clip này lên để cho người ta thấy một bà cụ bà rất là lạc quan mặc dù là sống cạnh một cái ngôi mộ này. Để cho biết cô chú anh chị cũng như tất cả các bạn mà có giúp đỡ đó thì có thể hỗ trợ cho bà cụ một ít để mà mua mua trầu mua cau để mà ăn qua ngày cho đỡ buồn miệng thì sinh sống qua ngày. Thật ra thì cụ con của cụ cũng muốn đưa cụ về nuôi, tuy nhiên là cụ lại gắn bó với mảnh đất này lâu quá nên là nữ là ở đây cho nó vui để sau khi mà trăm tuổi già mãn phần thì cũng phải về với con cái hả cậu à? không có về. Không về, ở đây luôn. Ở đây luôn. Cụ có dầu sức không? Có. Có trái dầu gì? Dầu nước xanh của người ta cho, muốn hết rồi. Muốn hết rồi. Sức là một chai gì sức lâu không?
đâu nè ta cho nè đâu sức hà tiền không có tiền mua hà tiền còn một miếng à? À còn nửa chai chưa được nửa chai nữa muốn hết rồi cho lâu chưa cậu cho lâu rồi còn mấy chai này có chai một à sức hà tiền hả hà tiền là sao hà tiền là lâu lâu sức lần thôi lâu lâu sức lần là bao lâu sức lần sáng sức tối sức cái nào chung vô mụn ngủ sức là ban ngày sức ba lần vậy là hà tiện cử trưa hả cậu hả hà tiện được cử trưa khỏi sức ha à, vậy hôm nay con lâu lắm rồi mới ghé thăm lại cụ thì hôm nay con đến đây đại diện thay mặt cho cô My ở Mỹ á gửi cho cụ hai chai dầu xanh nè hai chai sức cho lâu sức lâu à sức lâu à sức tới lại lần nữa cũng còn rồi gửi cho cụ thay mặt cô My gửi cho cụ 500 lý do là Bùi Hồ không muốn gửi nhiều á cô bác với chị à, có một lần là Bùi Hồ ghé thăm cụ thì cụ bị một cái tên lạ mặt vô gạt lấy tiền hết rồi. Tiền luôn à, nên là nữ gửi cho cụ 500 được rồi lâu lâu có dịp ghé thăm cụ tiếp chứ gửi nhiều quá thì nó lại nguy hiểm đến cụ đó. Đúng rồi. Có một cái câu chuyện cụ kể như thế này nè, có người kia giả bộ là vô giúp cụ, rồi thay cụ kêu cụ nằm xuống rồi đấm bóp massage gì đó. Lấy nguyên bộ đồ. Lấy nguyên bộ đồ. Rồi ấy vô rồi lấy hết tiền luôn. Lúc đó lấy nhiêu tiền quên rồi nè. 500 mấy. Ờ 500 mấy. Túi quần 200. Túi áo 300 mấy đằng đi chợ đó. Khi mà các anh em đăng đoạn clip này lên á là cũng thời gian cũng khá là lâu á, có những người xấu tính gì đó cũng lúc mà coi được đoạn clip này chắc cụ cũng gần hết tiền rồi, nên đừng có nhăm nhe mà lấy tiền của cụ ha. Hoặc là mà cụ phải đi gỡ qua bên nhà bên kia cho nó an toàn ha. Với lại cũng như thế này, một thông điệp như thế này, tuổi già khá cao à, số tiền này là cũng là một cái số tiền khá là lớn, thì cũng mong là những tên mà đạo chích á thì đừng có bao giờ nghĩ đến cụ mà ấy thương. Mình còn sức lao động thì mình cứ việc làm đi. Này là thay mặt cô mình có cho cụ cắt kỹ nha. Bà cảm ơn hai ba đứa con. Dạ thôi sao mà để được sống thọ như cụ chia sẻ cho con cháu biết đi để học theo. Đi về khỏe nha. Dạ cụ chia sẻ cho mọi người cô bác của anh chị biết sao mà được 87 tuổi mà khỏe như cụ sống sao khỏe vậy hay vậy. Tao cũng đâu biết. Hay là ăn trầu nhiều sống khỏe. Ăn trầu đâu có nuốt nước đâu mà sống khỏe. Ăn rồi nhả xác rồi thấy rau khôi hay rau sao không à. Ngày cụ ăn mấy chén cơm? Ăn có nửa chén. Nửa chén hả? Một buổi ăn lần ăn có nửa chén cơm à. Dạ thôi vậy cũng được rồi, ăn ít ăn nhiều không quan trọng, mà quan trọng mình sống khỏe được rồi. Ăn nhà hàng hay là ăn vỉa hè nó cũng không quan trọng, quan trọng là mình vui là được rồi. Thì hôm nay thì các anh em có quay trở về lại mảnh đất Tây Đô của Cần Thơ đó, thì cũng ghé thăm cụ Hai Tiên ngay tại đường Mạc Đĩnh Chi thuộc phường An Cư quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Thì có thăm cụ á thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Út Đồng Tháp hay là Đạt Đồng Tháp, hoặc là Bùi Hồ gửi cho cụ một ít, hoặc là có thể điện thoại qua để có thể trực tiếp tìm nhà cụ để trao cho cụ một ít hiền kim, coi như là những ngày tháng mà cho cụ sống cái cuộc sống nó nhàn cư, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó sẽ cho cụ một cái tinh thần đoàn kết giữa tình người với nhau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ kết thúc đoạn clip này tại đây. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, chân thành cảm ơn cô My và tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong với những hoàn cảnh khó khăn nói chung và cụ bà ở đây nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Bye bye cô ơi.